Em xin chào các bác. Ở đây thì em đây lại có cặp bát ở đây thì em quay lên cho các bác nhá. Đấy, cặp bát của Onkyo màng trắng này, rất là đẹp này. Đấy. Đây coi nhá. Đấy. Đấy. Con này thì ở cái phần này này nó về kiểu nó hơi bị ấy tí thì em cạo rồi nó bị dính các cái bẩn bẩn đấy các bác. Nó bị dính cái bẩn, cái vì bát này thì kiểu bát rời mà, thế là để ngoài nó bị bụi bẩn cái thứ là bình thường các bác nhá. Đấy thì em cạo này, em cạo nó cũng bớt đi rồi. Đấy, nó chả biết nó là cái gì, nó kiểu như đây nó còn dính cả trên này này, này các bác này. Nó dính ở trên này em lau cũng chưa hết đây này. Đấy, nó cũng không kỹ lắm đâu. Không biết nó là cái gì các bác, kiểu như là nó là dạng cái gì kiểu như là cái em các cái mùn giấy các bác. Đấy nó bám vào nhưng nó bám rất là chắc. Đấy. Đây. Nói chung là bát biết là còn rất là tốt. Hàng này là hàng nguyên bản các bác nhé. Từ gân rồi màng rồi dâu loa các thứ em để ý ở đây nhé. Tức là em về em sẽ soi. Em sẽ soi thật kỹ sau đó có nhà thì em sẽ báo các bác. Tuy nhiên thì ở đây em soi thì cũng khá là kỹ rồi. Em nhìn mọi thứ là vẫn hàng còn rất là nguyên bản luôn. Đây. Công suất của nó là bao nhiêu đấy ạ? Công suất của nó là 25W và trở kháng là 3.5 ohm. Đấy. Onkyo của mã là W1277A. Đấy, em soi rất là kỹ rồi, nhẹn nhớ các thứ này, nó vẫn còn nguyên bản nhá. Mọi thứ là vẫn còn hoàn chỉnh luôn từ bên kia. Đấy. Chưa hề có một tí động chạm gì. Đấy. Mình thì nhiều bác bảo là bên Nhật người ta không sửa nhưng bên Nhật người ta sửa đầy. Bây giờ có khác gì Việt Nam mình đâu, chả khác gì. Đúng không ạ? Mình có thợ thì bên đấy người ta cũng có thợ thôi. Đấy. Chả có phải đâu là không có thợ cả, chả đâu đâu không có thợ cả đúng không ạ? Nó có đồ điện tử chắc chắn là sẽ có thợ đấy. Nhà bác cứ thắc mắc em bảo là bên Nhật thì người ta làm gì có sửa, nhưng mà nó thật quá đâu nó chả sửa, thợ họ còn xịn hơn thợ của mình nhiều đấy, bởi vì họ có nhiều linh kiện đấy, tức là bên họ là chuyên về đồ điện tử, thế nên là các cái linh kiện rồi mọi thứ là nó đầy đủ hơn ở bên Việt Nam mình là nhập khẩu đấy, nhiều khi có những mặt hàng mình không nhập khẩu thì không không có đấy. Nên là bên ấy người ta sẵn sàng đồ, người ta lúc nào cũng bạt ngàn đúng không ạ? Thay thế nó thoải mái nên là có chắc chắn là phải có thợ. Đấy. Này, 1N277A. W1277A. À, dòng này thì bát 13 các bác nhá. Tức là bát 13 là gì? Là em đo hết cái viền này. Đo hết cái viền, full viền là nó là bát 13. Đấy. Gân cao su màng carbon. Carbon trắng nhá. Đấy. Rất là đẹp. Con này nó kiểu màu hơi ngả nhũ, nhìn rất là đẹp này. Đấy, củ bát to, mọi thứ ok. Đấy. Đây em đo lại cho các bác này, bát 13 này. Đấy. Tiếng hay lắm các bạn, bát này thứ nhất là về độ bền thì cái màng carbon này thì siêu bền rồi. Đấy. Và đây là hàng xịn của hàng Onkyo chứ không phải hàng trôi nổi trên thị trường, hàng vớ vẩn ba lăng nhăng. Đấy thì cặp này thì để các bác giá là 490.000 nhá. 490.000 thì tính ra các bác thể chia cho em ra thì là có bao nhiêu? Có 200 245.000 một trước à. Đây, có 245.000 một cái bát này. Quá là rẻ. Đấy, 490. Đấy. Ok, đấy thì anh em nào bác nào mà đang có nhu cầu về dòng bát này thì alo cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.